Xin chào các bạn quay trở lại với kênh Bậc Thầy Tâm Trí. Bậc Thầy Tâm Trí chính là bạn, bạn là Bậc Thầy Tâm Trí của chính bạn. Sau chuỗi video 21 ngày thực hành khẳng định bản thân thay đổi cuộc sống, với hàng trăm kết quả khả quan của mọi người trong cộng đồng, tôi đã tổng hợp và đăng trên Facebook, các bạn có thể đọc trên đó. Hôm nay là ngày thứ 21 và kết thúc đúng vào ngày cổng năng lượng 11, 11 lớn nhất trong năm. Nhiều người biết đến nó như cổng cơ hội và hiện thực hóa ước mơ. Bây giờ là lúc để thực sự biến ước mơ thành sự thật. Có 5 điều tôi muốn trình bày trong video này đã được lưu truyền từ xưa đến nay và ngày càng được phổ biến rộng rãi trong cộng đồng tâm linh. 5 lưu ý này sẽ giúp tăng tốc quá trình hiện thực hóa mong muốn của bạn. Đặc biệt trong ngày 11 hôm nay, năng lượng sẽ mạnh mẽ hơn nhiều, có nghĩa là luật hấp dẫn hay thực hành của bạn sẽ được tăng cường trong thời gian này và kéo dài 48 giờ đến hết ngày 13 tháng 11. Đầu tiên, 11-11 là một cổng năng lượng tinh thần cho sự khởi đầu mới. Đây là dấu hiệu lớn cho thấy cơ hội đang đến. Có lẽ bạn đã từng xem một số video của tôi về các dấu hiệu từ vũ trụ, tôi nói về 111 hoặc 222. Bất cứ khi nào chúng ta thấy 11, nó cho thấy cơ hội đang đến, có nghĩa là chúng ta phải chú ý cẩn thận. Lời khuyên của tôi cho mọi người là bắt đầu tập trung vào thực hành hít thở sâu hơn để nâng cao năng lượng của bạn trong khoảnh khắc hiện tại. Bởi vì chúng ta quá mải mê với những công việc hàng ngày, hoặc sống trong tương lai, hoặc sống trong quá khứ, nghĩ về những điều có thể đã xảy ra hoặc sắp xảy ra. Do đó chúng ta bỏ lỡ những khoảnh khắc hiện tại. Vấn đề là khi chúng ta không ý thức trong hiện tại, chúng ta bỏ lỡ nó. Chúng ta phải sống trong từng khoảnh khắc, hoàn toàn hiện diện trong từng giây phút để bạn có thể thấy, nghe và quan sát cơ hội đang mở ra xung quanh bạn. Bạn luôn đồng sáng tạo cùng với vũ trụ. Điều thứ hai, đây là thời gian tỉnh thức cho toàn bộ nhân loại và nâng cao sự nhận thức. Khi ý thức của chúng ta tăng lên, điều đó có nghĩa là mức độ nhận thức của chúng ta tăng lên, nghĩa là trực giác của chúng ta trở nên nhạy bén hơn bình thường. Vậy chúng ta cần chú ý đến điều gì? Chúng ta cần chú ý đến khả năng trực giác của mình. Điều này có nghĩa là trong hôm nay, trong suốt 48 giờ tiếp theo, rất có khả năng chúng ta sẽ nhận được một số thông điệp, một số tín hiệu. Chúng ta thậm chí có thể có ý tưởng cho các dự án mới và những việc mới mà chúng ta muốn làm. Và rất quan trọng trong thời gian này, hãy nhớ, lắng nghe con tim. Hãy lắng nghe trực giác của bạn hơn bao giờ hết, theo dõi cảm giác, tiếng gọi của vũ trụ, của phiên bản cao hơn, của trực giác. Đặc biệt là vào những lúc bạn đang phân vân, như tôi không biết tại sao tôi muốn làm điều này, nhưng tôi thực sự cảm thấy muốn làm ngay bây giờ. Đây là những khoảnh khắc bạn nên tin tưởng trực giác, ít nghi ngờ hơn, ít sợ hãi hơn, ít tiêu cực hơn. Thay vào đó hãy tiếp tục lắng nghe tiếng gọi đó vì vũ trụ đang cố gắng hướng dẫn bạn trong thời gian quan trọng này. Lời khuyên của tôi cho mọi người trong thời gian này là xuôi theo dòng chảy, xem điều gì xuất hiện với bạn và hiểu rằng mọi thứ xuất hiện là dành cho bạn. Tin tưởng vào trực giác của bạn hơn bao giờ hết. Đó là điều thứ hai, đó là sự tỉnh thức của ý thức nhân loại. Hãy chắc chắn rằng bạn tin tưởng vào trực giác của mình, đây là thời gian tốt để buông bỏ và tin tưởng. Điều thứ ba, đây là lúc để thực sự nhận ra bản chất thật sự và ước mơ của bạn. Tôi muốn bạn ghi lại điều này. Tôi được hỗ trợ. Bạn được hỗ trợ bởi cộng đồng, bạn được hỗ trợ bởi năng lượng thần linh, bạn được hỗ trợ bởi vũ trụ. Nếu bạn có một ước mơ, một mục tiêu lớn, một điều gì đó có vẻ hơi xa vời, những ước mơ và mục tiêu đó có vẻ hơi khó tin. Bây giờ hơn bao giờ hết là lúc để theo đuổi những mục tiêu, những ước mơ, những phép màu đó. Những điều bạn nghĩ rằng, tôi không biết liệu mình có thể làm được không? Bây giờ là lúc để hành động hướng tới những điều đó, tất cả những hạt giống bạn gieo, tất cả những hành động bạn thực hiện trong cổng năng lượng này sẽ được hiện thực hóa. Đây là lúc để thực sự nhận ra sự thật và ước mơ của bạn. Vì vậy, bất kỳ ai có ước mơ lớn, mục tiêu lớn, hoặc điều gì đó có vẻ hơi xa vời, bây giờ là lúc để hành động hướng tới những điều đó. Tất cả những hạt giống bạn gieo, tất cả những hành động bạn thực hiện trong cổng năng lượng này sẽ mang lại kết quả.
hiện thực của bạn sẽ được tăng tốc gấp 10 lần, 100 lần, thậm chí 1.000 lần nhanh hơn bởi vì cách mà năng lượng đang di chuyển trong lúc này. Vì vậy, rất quan trọng là phải hiểu rằng bạn được hỗ trợ. Khi bạn không tin vào chính mình, hãy đặt tay lên trái tim và nói với mình rằng, tôi được hỗ trợ, và biết rằng mọi thứ xuất hiện với bạn là dành cho bạn, vì vậy hãy tiến lên với nó, hãy hành động. Tôi muốn bạn hiểu rằng, khi chúng ta nhận được năng lượng, đó là về mặt siêu hình, nhưng để hiện thực hóa bất cứ điều gì trong thế giới vật lý, chúng ta cần phải hành động vật lý. Vì vậy, đừng chỉ ngồi chờ và nghĩ rằng, tôi chỉ cần ngồi chờ và vũ trụ đem đến. Không phải vậy, bởi vì nó liên quan đến việc gieo và gặt, đúng không? Không có hành động nào mà không có phản ứng, vũ trụ sẽ đáp ứng yêu cầu của bạn dựa trên những hành động bạn thực hiện. Vì vậy hãy chắc chắn thực hiện càng nhiều hành động càng tốt trong thời gian này để hiện thực hóa những cơ hội và để chúng hiện thực dần. Điều thứ tư, có lẽ các bạn đã quen với điều này vì tôi đã nói về nó khi tôi nói về những dấu hiệu 11-11 từ vũ trụ. Như tôi đã nói trước đó, 11 đều liên quan đến sự hợp nhất thiêng liêng. Khi bạn có sự hợp nhất, đây là lúc để lật qua một trang mới, bỏ lại quá khứ, làm sạch và thanh lọc, và biết rằng bạn đang trong sự hợp nhất thiêng liêng với ước mơ và mục tiêu của mình. Nhưng có một khuyến nghị tôi dành cho mọi người, nếu năng lượng của vũ trụ đang trong sự hợp nhất thiêng liêng, không nhất thiết có nghĩa là tất cả năng lượng, suy nghĩ, cảm xúc và hành động của bạn đều được hợp nhất theo cùng một cách. Vì vậy, một thực hành tốt cho mọi người trong thời gian này là tập trung năng lượng của bạn vào việc duy trì sự kỷ luật, khả năng tập trung vào một mục tiêu. Nếu bạn đã cố gắng hiện thực hóa nhiều mục tiêu khác nhau cùng một lúc, thực sự bây giờ là thời điểm tốt để thu hẹp mục tiêu và tập trung vào một điều. Khi bạn làm điều đó, bạn sẽ thấy điều đó dần hiện thực. Nếu bạn phân tán sự tập trung của mình ngay bây giờ, nó sẽ không hợp nhất với năng lượng của vũ trụ. Và đây là một cổng thông tin lớn, có lẽ là cổng thông tin lớn nhất còn lại trong năm nay, vì vậy tôi thực sự khuyên bạn nên sử dụng nó, hãy cùng sáng tạo với vũ trụ trong thời gian này. Điều cuối cùng số 5 là một cảnh báo, hiểu rằng trong cổng năng lượng 11-11, mọi suy nghĩ sẽ hiện thực hóa nhanh hơn gấp 10 lần, 100 lần hoặc 1.000 lần. Tùy thuộc vào suy nghĩ của bạn, hãy nhớ rằng bạn có suy nghĩ ý thức và suy nghĩ tiềm thức. Tôi biết trong suy nghĩ ý thức, chúng ta luôn luôn rất tích cực, khẳng định tích cực như tôi thành công, tôi giàu có, tôi thu hút mọi thứ tôi muốn, mọi thứ đến với tôi một cách dễ dàng, tôi hòa nhập với vũ trụ. Tôi biết trong ý thức, bạn có điều đó, nhưng còn về tiềm thức của bạn thì sao? Vì vậy, điều cuối cùng cho mọi người trong thời gian này là hãy ý thức về suy nghĩ của bạn, suy nghĩ ý thức và tiềm thức. Nếu có bất kỳ thách thức nào xuất hiện ngay bây giờ, hãy để nó qua đi, đừng chống lại những thách thức, đừng tranh cãi với người khác. Nếu có tiêu cực xảy ra, đừng tham gia vào bởi vì nhớ rằng, bất cứ điều gì bạn tập trung năng lượng vào ngay bây giờ, chúng sẽ phát triển, chúng sẽ hiện thực rất nhanh chóng. Nó giống như luật hấp dẫn đang trong tình trạng cường hóa ngay bây giờ, vì vậy rất quan trọng phải chú ý đến suy nghĩ của bạn trong thời gian cổng năng lượng lớn này. Tôi chúc mừng bạn thành công, thịnh vượng và trọn vẹn.